Nào các bạn ơi, hãy cùng đến đây. Chỉ huy đội giỏi ta cùng học nút dây, nút ghép chữ thập rồi nút ghép chéo, nút ghép song song cũng khó lắm đây. Nút chịu đơn rồi nút số 8, nút chịu kép rồi nút chịu tam. Thật khéo tay chúng ta cùng làm, chỉ huy đội giỏi thật là siêu phàm. Nút sơn ca rồi nút thuyền chài, nút kéo gỗ thực hành miệt mài, nút bồ câu rồi đến nút chạy, giúp dựng lều tốc độ thật là hay. Nút kế kép, nút kế đơn, nút cứu hỏa, nút thợ sơn, rất cần thiết những lúc cấp cứu, học kỹ năng đúng là vẫn hơn. Dấu gì đây, dấu đường gì đây? Ở phía trước là một rừng cây, vượt qua sông rồi đi chậm lại, ở trạm này có mật thư đây. Hệ thống mật thư chẳng hề làm khó, giờ chỗ thay thế ẩn dấu hay đó. Trí thông minh nhanh nhạy sẵn có, giải mật thư nhanh đừng có đắn đo. Thám du, ước đạt, phương hướng, chòm sao, bao kỹ năng có khó đâu nào. Chỉ huy đội giỏi chúng mình tự hào, xe ma pho nhanh, chủ nhân.